Chư Phật Thế Tôn hiện tại ở các thế giới trên khắp mười phương thế giới thường trú ở đời hoặc ngồi hoặc khởi hành, Chư Thế Tôn ấy sẽ những người nâng con, sẽ những biết cho con, làm cho con mắt cho con, làm trí tuệ cho con, làm cho con đến sự thù thắng, làm cho con đã đến chỗ vô cùng. Con ở trước các ngài sẽ phát lô sám hối hoặc những nghiệp chướng con đã gây ra từ luân hồi vô thủy đến nay, hoặc ngay đời này, hoặc tự mình làm, hoặc bản người khác làm, hoặc thấy người làm mà tùy ý, và các phiền não chướng, chúng sanh chướng, pháp chướng, trường hợp thế chướng, hoặc vừa mới tự làm, hoặc phải bản người làm, hoặc thấy người và mới làm mà vui theo, hoặc tự mình đang làm hoặc đã bảo người làm, hoặc thấy người đang làm mà vui theo, hoặc tự mình làm xong hoặc bảo người làm xong, hoặc thấy người làm xong mà vui theo. Khi chỉ biết Phật, khi chỉ biết pháp, khi chỉ biết tăng, khi chỉ biết thiện, khi chỉ biết bất thiện, hoặc chỉ theo tâm dục sân si tán loạn vân vân mà làm các điều ác, hoặc bị ngủ nghỉ ngang chê, hoặc đùa giỡn, hoặc siêu mạng, hoặc dự định quanh co, hoặc không hổ không thẹn, hoặc ngã mạng tự cao tự đại, hoặc khởi bán nghi, hoặc say sưa buông lung, hoặc khởi tâm ác làm thân Phật chảy máu, hoặc hủy bán chánh pháp phá hiệp tăng như a la hán, hoặc giết cha mẹ các nghiệp như thế, hoặc tự mình vừa mới làm, hoặc đang làm, hoặc đã làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy làm mà vui theo, ba nghiệp về thân, bốn nghiệp về miệng, ba nghiệp về ý, đối với chúng sanh khởi các ý ác, hoặc bất ngạc nhục mạ trong mắt chúng sanh, ba thừa nỗi tội lỗi của họ để dẫn các vị bán, hoặc tà dâm, hoặc tà kiến, hoặc vừa mới làm, hoặc đang làm, hoặc đã làm, tự mình làm, bảo người làm, thấy làm vui theo, hoặc theo lời nói làm trái giới luật, hoặc trộm cắp, hoặc trộm tháp, hoặc khởi tà kiến, hoặc vừa mới khởi ý, hoặc đang làm mà đã làm những tội lỗi như thế, hoặc tự mình làm, bảo người làm, thấy làm vui theo, hoặc chống trái cha mẹ, hoặc ngăn người xuất gia, hoặc khi có người muốn thọ giới cô túc làm cho ngài mặc y phục, hoặc làm chướng ngại khi nhập thiền định, hoặc khi chánh niệm, hoặc làm chướng ngại đối với lời dưỡng danh tiếng căn lành. Cái việc như thế hoặc mới làm đang làm mà đã làm xong tự làm bảo người làm tự làm vui theo tất cả các điều ác làm ấy. Này ở đối chư Phật Thế Tôn, con xin phát lộ sám hối, xin ngài chứng minh cho con, soi sáng cho con được sáng suốt, cho con sự tốt đẹp, cho con sự cao cả. Này ở đối chư Phật Thế Tôn, con há lòng phát lộ sám hối, chẳng dám che giấu và đời vị la không dám làm nữa. Này tất cả chư Phật Thế Tôn đã thấy biết, xin gia hộ chứng minh cho con những ác nghiệp hiện có mà con đã gây ra khi luân hồi qua lại trong các phiền não sanh tử từ vô thủy, hoặc tự làm bản người làm tức làm người theo những nghiệp như thế và chịu quả báo xấu, hoặc đang chịu hoặc sẽ chịu những nghiệp như thế. Xin chư Phật Thế Tôn chứng trì cho con như ở trước mắt cho con được tốt đẹp, cho con sự cao cả. Ở đối chư Phật chứ tâm sám hối, chẳng dám chơi gió và đời vị là không dám làm nữa. Giống như các đức như là chánh biến tri trong quá khứ, khi các ngài thực hành hạnh Bồ Tát là sám hối nghiệp chướng, vì nào chướng, cho sanh chướng, pháp chướng, chuyển hậu là thích chướng như thế này, thì con cũng sám hối như thế ấy, không dám chơi gió trong đời vị là không dám làm nữa. Giống như các đức như là chánh biến tri ở đời vị là, khi các ngài thực hành hạnh Bồ Tát sám hối nghiệp chướng, vì nào chướng, cho sanh chướng, pháp chướng, chuyển hậu là thích chướng như thế nào, thì con cũng xin sám hối các chướng như thế ấy, phát lộ sám hối, không dám che giấu sám hối rồi sao không dám làm nữa. Như các đức như lai chánh biến tri hiện đang ở đời trong tất cả các thế giới ở mười phương đang trụ thế, như khi thuở xưa, khi các ngài thực hành hạnh Bồ Tát sám hối nghiệp chướng, vì nào chướng, chúng sanh chướng, pháp chướng, chuyển hậu lai thế chướng như thế nào, thì hôm nay con cũng xin sám hối nghiệp chướng, vì nào chướng, chúng sanh chướng, chuyển hậu lai thế chướng như thế ấy, không dám che giấu sao không dám làm nữa. Chư Phật như lai chánh biến tri ở quá khứ, vị lai hiện tại, hoặc đã biết, đang biết, hoặc sẽ biết như thế, nếu con bị nghiệp chướng ngăn che, phải bị đọa vào địa ngục súc sanh ngạ quỷ, hoặc thế giới diêm vương, sẽ lìa trụ các Phật pháp tăng, đọa vào chốn bất ngã khổ não. Những chướng ngại như thế nữa, trước tất cả chư Phật Thế Tôn phát lộ sám hối, xin Phật Thế Tôn chứng tri cho con tốt đẹp, cho con sự cao cả. Ở trước các ngài, con chư tâm phát lộ sám hối, không dám che giấu trong đời vị lai, không dám làm nữa. Bây giờ ở đây con chư tâm sám hối, con và chúng sanh nguyện các điều nghiệp chướng đều thanh tịnh, tất cả các pháp trợ bồ đề đều thanh tịnh, nguyện đều đầy đủ, phát nguyện ba lần như thế. Như chư Phật như là chánh biến tri trong quá khứ, các đức Thế Tôn ấy thuở xưa khi thực hành sám hối như thế rồi được thanh tịnh vô ngại đối với tất cả các pháp. Hoàn chư Phật như là chánh biến tri ở đời vị lai, chư Thế Tôn ấy cũng sẽ sám hối nghiệp chướng với chư Phật trong tất cả thế giới hiện tại ở mười phương rồi để được tất cả các pháp thanh tịnh vô ngại. Như là chánh biến tri hiện đang trụ ở đời, chư Phật Thế Tôn ấy thuở xưa khi tu hành của đời sám hối nghiệp chướng như thế đã được tất cả các pháp thanh tịnh vô ngại, sám hối như thế rồi con xin ra đầu đảnh lễ. Kính lạy chư Phật Thế Tôn, chúng sanh trong tất cả thế giới gồm tạo lại hoặc bao nhiêu phước đức, hoặc mới bắt đầu tạo, hoặc đang tạo, hoặc đã tạo rồi, hoặc tự tạo, hoặc bảo người tạo, thế tạo mà vui theo, hoặc ở bên Phật, hoặc đối với Pháp, hoặc đối với Tăng, hoặc đối với chúng sanh, hoặc làm việc phước bố thí, việc phước trì giới, hoặc làm cái việc phước khác với cái việc làm ấy, hôm nay con đều tùy hỷ, tất cả vô cùng tùy hỷ. Đó là việc làm tối đại, tối diệu, tối cực, tối tịnh, vô đẳng đẳng, vô thượng thượng, được chư Phật chấp thuận. Nếu con xin tùy hỷ như thế, chư Phật chính là chánh biến tri trong quá khứ, từ khi mới phát tâm cho đến lúc nhập niết bàn vô giới, trong khoảng thời gian ấy có bao nhiêu phước con này đều xin tùy hỷ. Chư Như Lai ứng cúng trên biến tri sẽ có trong các thế giới ở mười phương và đời vị lai, từ khi mới bắt tâm tu hành sáu ba la mật có bao nhiêu phước với tất cả phước đó, nên con đều sinh tùy hỷ như thế, cho đến tùy hỷ như chư Phật tùy hỷ. Là nữa, Chư Như Lai ứng chánh biến tri hiện tại ở trong tất cả các thế giới ở mười phương, từ khi mới bắt tâm, từ khi đắc quả vị chánh đẳng chánh giác vô thượng cho đến lúc nhập niết bàn vô dư, trong khoảng thời gian ấy có bao nhiêu phước con ấy được tùy hỷ như thế, vô cùng tùy hỷ, cho đến như chư Phật tùy hỷ con cũng tùy hỷ như thế. Tùy hỷ như thế rồi con xin đưa đầu đảnh lễ.
Chư Phật thưa tôn sư những ngày đến con, chư Phật như là ứng cúng chánh biên tri hiện đang ở trong tất cả thế giới ở mười phương là chứng bồ đề một chuyển pháp luân, nên con đều khuyến thỉnh chư Phật thế tôn ấy sẽ các ngài đều chuyển pháp luân vô thượng, vì thương xót muốn an lạc lợi ích cho chư thiên do là người. Chư Phật thế tôn sư những ngày đến con, chư Phật như là ứng cúng chánh biên tri hiện đang ở trong tất cả các thế giới ở mười phương là chứng bồ đề một chuyển pháp luân, nên con đều khuyến thỉnh chư Phật thế tôn ấy sẽ các ngài đều chuyển pháp luân vô thượng, vì thương xót muốn an lạc lợi ích cho chư thiên do là người. Chư Phật thế tôn sư những ngày đến con, chư Phật như là ứng cúng chánh biên tri hiện đang ở trong tất cả các thế giới ở mười phương là chứng bồ đề muốn chuyển pháp luân, nên con đều khuyến thỉnh cho Phật Thế Tôn ấy xin các ngài được chuyển pháp luân vô thượng, vì thương xót muốn an lạc lợi ích cho chư thiên dân là người. Nên con khuyến thỉnh cho Phật Thế Tôn xin các ngài vì con mà chuyển pháp luân vô thượng, con xin cho Phật Thế Tôn ban cho pháp thí, xin Phật Thế Tôn thiết lập pháp hội, xin cho Phật Thế Tôn tu mưa pháp lớn, xin cho Phật Thế Tôn thắp đuốc pháp lớn, xin cho Phật Thế Tôn đánh trống pháp lớn, xin cho Phật Thế Tôn khởi âm nhạc pháp, xin cho Phật Thế Tôn thọ pháp loa lớn, xin cho Phật Thế Tôn dựng cờ pháp, xin cho Phật Thế Tôn dùng pháp làm cho tất cả chúng sanh được đầy đủ. Khi các chúng sanh dùng pháp để làm nhiều đầy đủ lợi ích an lạc cho thế gian, thương nghĩ đến tất cả chư thiên loài người. Chư Phật Thế Tôn hiện tại đã ở các thế giới khắp mười phương muốn sẽ tuổi thọ nhập niết bàn, thì con đều khuyến thỉnh cho Phật Thế Tôn ấy được nhập niết bàn, sau đó ở đời vô số kiếp không thể nghĩ bàn, chẳng thể nói không có hạn lượng, không thể nói số kiếp về nhiều lợi đáng lạc cho chư thiên và loài người, có thể chịu đựng đủ lâu không khiến cho thân tâm có sự mệt mỏi. Chư Phật Thế Tôn hiện tại đã ở các thế giới khắp mười phương muốn sẽ tuổi thọ nhập niết bàn, thì con đều khuyến thỉnh cho Phật Thế Tôn ấy được nhập niết bàn, sau đó ở đời vô số kiếp không thể nghĩ bàn, chẳng thể nói không có hạn lượng, không thể nói số kiếp về nhiều lợi ích đáng lạc cho chư thiên và loài người, có thể chịu đựng đủ lâu không khiến cho thân tâm có sự mệt mỏi. Chư Phật Thế Tôn hiện tại đã ở các thế giới khắp mười phương muốn sở tuổi thọ nhập niết bàn, thì con đều khuyến thỉnh chư Phật Thế Tôn ấy được nhập niết bàn, sống lâu ở đời vô số kiếp không thể nghĩ bàn, chẳng thể nói không có hạn lượng, không thể nói số kiếp về nhiều lợi đang lạc cho chư thiên như là người, có thể chịu đựng đủ lâu không khiến cho thân tâm có sự mệt mỏi. Kính lạy chư Phật Thế Tôn, từ vô thủy luân hồi trong sinh tử đến ngày nay, con có bao nhiêu phước hoặc tự tạo bản nguyện tạo tự tạo bui theo, hoặc đối với tam bảo con đã tu được bao nhiêu phước đức, hoặc tu bố thí, hoặc trì giới cái việc phước đức, hoặc cùng làm cái việc phước đức, hoặc suy nghĩ về việc làm việc phước đức, cho đến việc sám hối tùy hỷ khuyến thỉnh vân vân. Ngày nay tất cả đều hợp lại để hồi hướng ban cho tất cả các chúng sanh, như chư Phật Như Lai ứng chánh, như Như Lai ứng cũng chánh biến tri quá khứ từ xưa khi tu hành, hành Bồ Tát dùng các căn lành hồi hướng như thiết trí, con nay cũng hồi hướng như vậy, dùng các căn lành hồi hướng Bồ Đề vô thượng. Các đức Như Lai chánh đẳng chánh biến tri ở đời Vị Lai giống như khi các ngài đã tu hành, hành Bồ Tát sử dụng các căn lành sở hữu như thiết trí, con nay cũng hồi hướng như thế, dùng các căn lành này để hướng Bồ Đề vô thượng. Chư Phật Như Lai chánh biến tri hiện đang ở hiện tại trong các thế giới ở mười phương, hiện còn ở đời tu hành tự tại như thời xưa khi các ngài tu hành, hành Bồ Tát dùng các căn lành hồi hướng Bồ Đề vô thượng. Con này cũng như vậy, dùng các căn lành hướng Bồ Đề vô thượng. Như Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh biến tri ngồi nơi đạo tràng, như các Bồ Đề dùng trí ứng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể suy lượng rộng lớn thanh tịnh như thế, độ trong tâm mười Phật những niệm luôn ở hợp tương ứng với trí tuệ, hàng phục ma quân bất tổn thối lui. Sau đêm đó khi mình tướng xuất hiện ứng hợp với sở trí kiến nên thành chánh giác, sau khi đã chánh giác đến vườn lập giả xứ Ba La Nà chuyển pháp luân bốn đế vô thượng, hoặc vì sa môn hoặc bà la môn hoặc thiên ma phàm người thế gian không thể suy lượng được, ngài đốt đốt pháp, đánh trống pháp, tổ loa pháp, dựng cờ pháp, tu mưa pháp, dùng pháp làm thấm nhuận hết tất cả chúng sanh thương yêu làm lợi đang là cho thế cho thiên loài người. Cũng như các Như Lai A Xúc, Phật A Di Đà, Phật Sư Tử, Phật Bát Diệm, Phật Phóng Diệm, Phật Sư Thành Quang, Phật Phổ Biên Quang, Phật Mâu Ân Quang, Phật Đăng Vương, Phật Tối Thượng, Phật Liên Hoa Thượng, Phật Hai Phu, Đức Phật Bảo Nguyện, Đức Phật Bảo Diệm, Phật Vô Ngã Quang, Phật Di Lưu Tràng, Phật Thật Tướng, Phật Đại Diệm Tụ, Đức Phật Bảo Tràng, Phật Như Lai La Tràng, Đức Phật Bảo Trục, Phật Chiên Đàn Hương, Phật Quyết Định Diệm Ba Đầu Ma Liên Hoa Sĩ Thành Thân, Phật Vô Lượng Danh Sơn Công Đức Quang Minh, Như Đức Di Lưu Cô Trì, Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Chư Phật Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri, chúng Phật Bồ Đề Vô Thượng như thế rồi, chư Phật vô thượng bậc nhất, con cũng như vậy, nguyện sử dụng pháp luân vô thượng, nguyện dùng pháp để mới thấy cho tất cả chúng sanh được đầy đủ thoải mái, vì muốn lợi ích an lạc cho chư thiên loài người trong thế gian nên mới làm lợi ích. Phát nguyện một. Trong thời gian tôi hành bố thí ba la mật, nguyện lúc tôi thành Phật, chúng sanh trong cõi nước của tôi không có sự đói rét, những đồ dùng đồ uống ăn y phục như cõi trời tùy theo ý muốn mà hiện ra. Thứ hai, theo thời gian tôi hành trì giới ba la mật, nguyện lúc tôi thành Phật, chúng sanh trong cõi nước của tôi không có nghiệp ác và báo xấu như sát sanh, trộm cướp, nhận đến tà kiến, bị chết yểu, nhiều bệnh xấu tướng, thiếu oai đức, nghèo hèn tàn tật. Thứ ba, theo thời gian tôi hành nhẫn nhục ba la mật, nguyện lúc tôi thành Phật, chúng sanh trong cõi nước của tôi không có giận thù mang nhiếc đến đập tàn sát lẫn nhau, mà tất cả đều xem nhau như cha mẹ, như anh chị em, như thiện tri thức, đều có lòng từ bi. Thứ tư, theo thời gian tôi hành tinh tấn ba la mật, nguyện lúc tôi thành Phật, chúng sanh trong cõi nước của tôi đều xin tu tinh tấn, đều được đắc độ nơi pháp tăng thừa. Thứ năm, theo thời gian tôi tu thiền ba la mật, nguyện lúc tôi thành Phật, chúng sanh trong cõi nước của tôi thành tựu cửu tức đại định và vô lượng tam muội thiền định khác, rồi không có ngủ cái. Thứ sáu, theo thời gian tôi tu hành bát nhã ba la mật, tịnh Phật quốc độ thành tựu chúng sanh, nguyện lúc tôi thành Phật, chúng sanh trong cõi nước của tôi đều thành tựu trên cái thế gian mà xuất thế tan, rồi không có ngu si tà kiến.
Thứ bảy, theo thời gian tôi tu hành, sau ba la mật thành Phật quốc độ thành tựu chúng sanh, nguyện đó tôi thành Phật, chúng sanh trong cõi nước của tôi không có ta định tổ, cũng không có danh từ ta tổ. Thứ tám, theo thời gian tôi tu hành, sau ba la mật thành Phật quốc độ thành tựu chúng sanh, nguyện đó tôi thành Phật, chúng sanh trong cõi nước của tôi không có ba ác đạo, cũng không có danh từ ba ác đạo. Thứ chín, theo thời gian tôi tu hành, sau ba la mật thành Phật quốc độ thành tựu chúng sanh, nguyện đó tôi thành Phật, nguyện cõi nước của tôi mặt đất bằng phẳng như bàn tay, trọn không có gai châm hầm hố, gò mương rãnh như thế. Thứ 10, theo thời gian tôi hành, sau ba la mật tịnh và quốc độ thành tựu chúng sanh, nguyện cho tôi thành Phật, nguyện cõi nước của tôi toàn vàng rộng làm cát trải khắp. Thứ 11, theo thời gian tôi hành, sau ba la mật tịnh và quốc độ thành tựu chúng sanh, khi tôi thành Phật, nguyện chúng sanh trong cõi nước của tôi không có tham trước. Thứ 12, theo thời gian tôi hành, sau ba la mật tịnh và quốc độ thành tựu chúng sanh, khi tôi thành Phật, nguyện trong cõi nước của tôi không có bốn giai cấp và danh từ bốn giai cấp. Thứ 13, theo thời gian tôi tu hành, sau ba la mật tịnh và quốc độ thành tựu chúng sanh, nguyện chúng sanh trong cõi nước của tôi bình đẳng, không có ưu liệt thượng trung hạ. Thứ 14, theo thời gian tôi tu hành, sau ba la mật tịnh và quốc độ thành tựu chúng sanh, nguyện chúng sanh trong cõi nước của tôi thân hình giống nhau, tất cả đều xinh đẹp đoan trang, sạch sẽ, đầy đủ tướng mạo. Thứ 15, theo thời gian tôi tu hành, sau ba la mật tịnh và quốc độ thành tựu chúng sanh, khi tôi thành Phật, nguyện cõi nước của tôi không có danh từ chúa tôi, vua quan dân, cũng không có hình tượng dị biệt cho trừ Đức Phật Pháp Vương. Thứ 16, theo thời gian tôi tu hành, sau ba la mật tịnh và quốc độ thành tựu chúng sanh, khi tôi thành Phật, nguyện khỏi núi của tôi không có sáu loài, cũng không có danh từ sáu loài, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân thiên, Atula, tất cả chúng sanh trong quả núi của tôi đều tu hành Phật Pháp, tu hành tới niệm xứ đến bát thánh đạo. Thứ 17, theo thời gian tôi tu hành, sau ba la mật tịnh và quốc độ thành tựu chúng sanh, khi tôi thành Phật, mà chúng sanh trong quả núi của tôi chỉ có hóa sanh mà không có đoạn sanh, tha sanh mà thấp sanh. Thứ 18, theo thời gian tôi tu hành, sau ba la mật tịnh và quốc độ thành tựu chúng sanh, khi tôi thành Phật, nguyện tất cả chúng sanh trong cõi nước của tôi đều được ngũ thần thông. Thứ 19, theo thời gian tôi tu hành, sau ba la mật tịnh và quốc độ thành tựu chúng sanh, khi tôi thành Phật, nguyện tất cả chúng sanh trong cõi nước của tôi đều dùng pháp hỷ làm sở ăn, trọn không có đại tiểu tiện ố uế. Thứ 20, theo thời gian tôi tu hành, sau ba la mật tịnh và quốc độ thành tựu chúng sanh, khi tôi thành Phật, nguyện chúng sanh trong cõi nước của tôi thân thể đều có ánh sáng. Thứ 21, theo thời gian tôi tu hành, sau ba la mật tịnh và quốc độ thành tựu chúng sanh, khi tôi thành Phật, nguyện cõi nước của tôi không có danh từ ngày giờ tháng năm. Thứ 22, theo thời gian tôi tu hành, sau ba la mật tịnh và quốc độ thành tựu chúng sanh, khi tôi thành Phật, nguyện chúng sanh trong cõi nước của tôi sống lâu vô lượng kiếp. Thứ 23, theo thời gian tôi tu hành, sau ba la mật tịnh và quốc độ thành tựu chúng sanh, khi tôi thành Phật, nguyện chúng sanh trong cõi nước của tôi đều đầy đủ 32 tướng hảo. Thứ 24, theo thời gian tôi tu hành, sau ba la mật tịnh và quốc độ thành tựu chúng sanh, khi tôi thành Phật, nguyện chúng sanh trong cõi nước của tôi đều thành tựu thiện căn, và phước đức ấy mà có thể cúng dường chư Phật mười phương. Thứ 25, theo thời gian tôi tu hành, sau ba la mật tịnh và quốc độ thành tựu chúng sanh, khi tôi thành Phật, nguyện chúng sanh trong cõi nước của tôi không có bốn tứ bệnh, hèn nhiệt phong đàm, không có ba độc tham sân si. Thứ 26, theo thời gian tôi tu hành, sau ba la mật tịnh và quốc độ thành tựu chúng sanh, khi tôi thành Phật, nguyện chúng sanh trong cõi nước của tôi không có danh từ thân ba thừa hai thừa, chỉ có tuần một thừa. Thứ 27, theo thời gian tôi tu hành, sau ba la mật tịnh và quốc độ thành tựu chúng sanh, khi tôi thành Phật, nguyện chúng sanh trong cõi nước của tôi thân không có danh tự tăng thường mạng. Thứ 28, theo thời gian tôi tu hành, sau ba la mật thành tựu quốc độ tịnh và quốc độ thành tựu chúng sanh, khi tôi thành Phật, nguyện quang minh tọa mạng vô số vô lượng tăng thêm vô hạn. Thứ 29, theo thời gian tôi tu hành, sau ba la mật tịnh và quốc độ thành tựu chúng sanh, khi tôi thành Phật, nguyện cõi nước của tôi cũng như hàng xa quốc độ của chư Phật. Dầu đường sanh tử dài, chúng sanh tánh nhiều nhưng bờ sanh tử như hư không, bờ chúng sanh tánh cũng như hư không, trong đó thì không có sanh tử qua lại, cũng không có ai giải thoát. Tất cả chúng sanh chìm trong pháp vô sở hữu, tôi phải cứu độ họ, tôi không bao giờ rời bỏ chúng sanh. Đây là lúc tôi học, chẳng phải lúc tôi ta chứng quả tu đồ hoàn đến bất chi Phật. Dầu do tôi có thực hành bát nhã ba la mật, học không quan an trụ trong không, học vô tướng Bồ Tát, tu tuyến niệm xứ như đến bát thánh đạo, cục chẳng chứng tam muội đến bát thánh đạo. Các chúng sanh cứ mãi đi trong tướng ngã, nhận đến tướng tri dài kiến giả, dính đến pháp sở đắc. Tôi phải dứt cái tướng này cho chúng sanh, đến lúc được vô thượng bồ đề tôi sẽ thuyết pháp cho họ. Các chúng sanh mà dính nơi bốn điên đảo, chấp thường, chấp lạc, chấp tình và chấp ngã, vì các chúng sanh này mà tôi cầu nhất thiết chủng trí, lúc tôi được vô thượng bồ đề tôi sẽ vì họ mà nói pháp vô thượng khổ, bất tình và pháp vô ngã. Các chúng sanh mà chấp trước pháp sở đắc, đó là ngã. Chúng sanh nhận đến tri giải kiến giả, ấy là sắc, là thọ, tưởng hành thức, là nhập, là giới, là tứ thiền, là tứ vô lượng tâm, là tứ định, là tu hành như vậy. Lúc tôi được vô thượng bồ đề tôi sẽ làm cho chúng sanh chẳng chấp pháp sở đắc như vậy. Chúng sanh mà mãi đi trên các tướng, đó là tướng nam nữ, sắc vô sắc, nên lúc tôi được vô thượng bồ đề sẽ làm cho chúng sanh không có nhận thức các tướng xa lầm như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.